Trừng phạt Pháp Vương cũng như thế, thần mây đại bi khắp mười phương, vì người tu hành mưa đều khác, mà nơi tất cả chẳng phân biệt. Thập lực trừng phạt là bậc Pháp Vương cũng như thế, nổi mây Pháp Thần đại bi khắp cùng mười phương, vì hết thảy người tu hành dễ nói mưa Pháp cũng đều khác nhau, vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, mà nói Pháp môn khác nhau, nhưng bản tâm của Phật chẳng có sự phân biệt, là tự nhiên nói Pháp, chúng sinh nghe được cũng khác nhau, được lợi ích cũng khác nhau. Phật tử, các đại Bồ Tát, làm thế nào biết được tâm của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Phật tử, tâm ý thức của Như Lai đều bất khả đắc, nhưng nhờ trí huệ vô lượng nên biết được tâm Như Lai. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử, các đại Bồ Tát làm thế nào biết được tướng tâm của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Phật tử, tâm ý thức của Như Lai đều bất khả đắc. Tại sao? Vì Như Lai chẳng dùng tâm ý thức, chẳng phải chẳng có tâm ý thức, nhưng nhờ trí huệ vô lượng nên mới biết được tâm Như Lai. Ví như hư không là chỗ nương tựa của tất cả sự vật, mà hư không chẳng chỗ nương, trí huệ Như Lai cũng lại như thế, là chỗ nương tựa trí huệ của tất cả thế gian, và trí huệ xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai chẳng chỗ nương. Phật tử, đó là tướng tâm thứ nhất của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Ví như hư không tuy là không, nhưng dung nạp vạn vật, là chỗ nương tựa của tất cả sự vật. Hư không bảo là vạn tượng, tất cả sự vật đều nương hư không mà kiến lập, mà hư không chẳng chỗ nương tựa, trí huệ của Như Lai cũng lại như thế, là chỗ nương tựa trí huệ của tất cả thế gian và trí huệ xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai chẳng nương tựa thế gian, cũng chẳng nương tựa xuất thế gian, mà là không chỗ nương. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ nhất của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như Pháp giới thường sinh ra tất cả thanh văn độc giác, Bồ Tát giải thoát, mà Pháp giới không tăng giảm, trí huệ Như Lai cũng lại như thế, luôn sinh ra đủ thứ trí huệ của tất cả thế gian và xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai không có tăng giảm. Phật tử, đó là tướng tâm thứ hai của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa các vị Phật tử, ví như Pháp giới thường sinh ra giải thoát của tất cả thánh nhân thanh văn, thánh nhân độc giác, thánh nhân Bồ Tát, mà đã được giải thoát nhưng Pháp giới không tăng không giảm, trí huệ Như Lai cũng lại như thế, luôn sinh ra đủ thứ trí huệ của tất cả thế gian và xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai không tăng không giảm. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ hai của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như biển cả, nước biển trải ngầm dưới lòng đất trong bốn thiên hạ và 80 ước các châu nhỏ, ai đào đất cũng đều được nước, mà biển cả chẳng có sự phân biệt rằng nước của tôi chảy ra. Nước biển trí của Phật cũng là như thế, chảy vào trong tất cả tâm chúng sinh. Nếu các chúng sinh quán sát cảnh giới tu tập pháp môn, sẽ đắc được trí huệ thanh tịnh sáng suốt, mà trí Như Lai bình đẳng không hai, chẳng có phân biệt. Chỉ vì tâm hạnh của chúng sinh khác nhau nên đắc được trí huệ thầy đều khác nhau. Phật tử, đó là tướng tâm thứ ba của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa các vị Phật tử, ví như biển cả, nước biển trải ngầm dưới lòng đất trong bốn thiên hạ và trong 80 ước các châu nhỏ, bất cứ ai đào giếng thầy đều được nước. Biển cả chẳng có phân biệt rằng nước của tôi cho bạn, chẳng có ý niệm như thế.